Hello, xin chào mọi người nhé. Và hôm nay là ngày 7 tháng 4 thì shop xe điện Quốc Nhập sẽ quay một cái lô xe 133 Blue rất là đẹp cho mọi người này. Đây là xe mới nhất, mẫu mới nhất của năm 2021 này nhé. Đây thì bây giờ thì mọi người cùng theo shop xuống dưới phía dưới để mình sẽ review từng chiếc một và báo giá cụ thể cho mọi người xem. Hãy cùng theo mình nhé. Đây, hiện tại thì mình sẽ giới thiệu 5 chiếc xe này. Thì dòng xe này là dòng xe mới nhất của năm 2021, vừa mới cập bến tại shop thôi nhé. Thì xe này có 3 màu: màu đen này, màu đỏ và màu xanh cửu long. Đấy, thì về chiều dài cơ sở của chiếc xe này thì mình sẽ mượn kích thước này đo và kéo luôn cho mọi người xem để mọi người có cái nhìn chính xác hơn. Đây, mình sẽ đo chiều dài cơ sở để mọi người nhìn qua camera thì mọi người sẽ thấy nó hơi khó, nhưng mình sẽ đo thực tế luôn này. Chiều dài chiếc xe này đó là 1m67 mọi người nhé, từ bánh trước đến bánh sau này. Rồi, chiều cao. Đấy. Chiều cao từ dưới đất lên yên là khi mình dựng trên chống giữa thì nó sẽ là 79 phân. Đấy, còn khi mà mọi người để dưới đất nhé thì chiều cao của nó từ dưới đất lên đến yên là chỉ có 76 phân này. Đó. Xe rất đẹp, đời cao nhé, nhựa nguyên sinh nhé. Đấy. Nhựa nguyên sinh mọi người nhé, chứ không phải nhựa tái chế, cho nên là cái độ chắc chắn của nó thì rất là cao. Sơn rất là bóng và đẹp. Đấy. Sơn tĩnh điện mọi người nhé, rất đẹp luôn, mọi người nhìn theo. Rất đẹp, rất bóng, rất là chắc chắn luôn, từ những cái mối hàn này. Đó, thì những mối hàn rất là mịn nhé. Xe này dòng xe cao cấp 133 Blue mọi người nhé. Đấy. Rất đẹp luôn, tem này là không phải tem dán mọi người ạ. Tem này được dập chìm mọi người nhé, được sơn trực tiếp trên cái sản phẩm này. Hai phuộc trắng tinh này. Mọi người thấy không? Rất đẹp nhé. Đó. Phía dưới này. Xe này thì là shop đang bán với giá là 7.100.000 đồng bao gồm cả phí ship mọi người nhé. Bây giờ linh kiện nhập khẩu đã tăng lên rồi, phí đã tăng lên, mỗi xe tăng lên 200-300 nghìn và phí vận chuyển cũng tăng lên. Và shop vẫn giữ ở cái giá tầm giá để mọi người mua cho nó hợp lý nhất nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ mời mọi người quay ra phía sau. Phuộc chiếc xe này được trang bị phuộc rất là cứng cáp này, rất là khỏe, hai người ngồi lên thoải mái nhé. Xe này hai người ngồi đi thoải mái luôn. Đấy. Phuộc rất là đẹp luôn nhé mọi người nhé. Đấy. Rất là đẹp và rất là khỏe. Đằng sau thì được ốp nguyên khối bằng hợp kim mọi người nhé. Đấy. Càng ốp nguyên khối thì tạo cho cái xe nó có sự chắc chắn hơn rất là nhiều so với những dòng xe đời trước. Đấy mọi người nhé. Rất là chắc chắn nhé. Còn cái cán bùn đằng sau thì bằng thép mọi người nhé. Rất là khỏe khoắn và chắc chắn luôn. Đấy, động cơ này. Động cơ đa chấu nhìn rất đẹp, sáng bóng luôn mọi người nhé. Một lát thì mình sẽ khởi động cái xe cho mọi người thử luôn. Anh ta có thể nhìn phần thiết kế phía sau, đầu đèn phía sau, đèn hậu nhé. Thì là được thiết kế đèn dạng kiểu Blue này, nhìn rất là đẹp luôn. Một lát nữa gắn bình vào thì shop sẽ cho mọi người xem cái hiệu ứng đèn sau rất là đẹp. Về phần trên thì yên được làm bo tròn rất là vừa vặn với dáng mọi người ngồi nhé, rất là hợp lý. Đây. Mình sẽ mở cốp ra, cốp ở trong thì cũng khá là rộng. Đó. Xe gồm sạc nhé. Đây, một cái chắn bùn sau này. Cốp thì vừa để được kéo mưa. Và cục sạc này thì mọi người không nên để trong cốp nhé. Dùng xong thì mọi người để ở nhà. Đấy. Sạc 8-9 tiếng hoặc là có thể 10 tiếng. Xe bình sẽ đầy và vạch pin sẽ được ngắt nhé. Phía trên thì được trang bị đồng hồ này. Báo km, vạch báo pin và tốc độ mọi người nhé. Xe rất đẹp, màu đen, 7.100.000 đồng bao gồm cả phí ship mọi người nhé. Chiều dài cơ sở thì mình đã vừa đo rồi, rất đẹp luôn. Rồi, và bây giờ thì nhân viên mình đã lắp xong bình nhé, và mời mọi người đi sang phía xe bên này. Xe này xe màu xanh nhé, mà sẽ test thử cho mọi người xem. Đây dòng xe 133 Blue mới nhất năm 2021, nó nhìn phía trước nhìn rất là đẹp nhé mọi người nhé. Hoàn toàn mới luôn. Mình sẽ lột cái này ra cho mọi người quan sát. Đèn led siêu sáng này. Rất là đẹp. Phía trên đồng hồ này. Đấy. Rồi, ok. Và thì bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người xem cái chế độ Smart Key của chiếc xe này nhé. Khi mọi người bấm 2 lần vào tia sét này. Ở phía dưới cùng này. Đó, thì xe sẽ tự động khởi động này, không cần phải chìa khóa nhé. Và khi mọi người không sử dụng xe nữa, mọi người bấm nút mở khóa thì có nghĩa là tắt đi. Đó.
Và khi mọi người để chỗ nào mà cảm giác nó không được an toàn, sợ trộm thì mọi người bấm nút khóa này nhé. Đó, nếu bấm nút khóa thì là quay bánh sẽ không chạy được. Đó, cái xe sẽ được báo động và bánh sẽ được giữ chặt lại nhé. Đó mọi người đây, bánh sẽ được khóa lại. Và mọi người sẽ thoát cái chế độ trông trộm bằng cách là mở nút mở khóa đây. Đó, rất hay phải không mọi người? Giá này cực đẹp luôn, 7.100.000 đồng. Đèn còi xi nhan tất cả đều đầy đủ nhé. Đây, thì mình sẽ khởi động cái xe này, động cơ sẽ rất là êm. Còi còi nghe rất to và rõ, dòng cao cấp nghe còi rất rõ nhé. Đấy, dòng còi của xe máy này, xi nhan nhé. Xi nhan này thì có thêm cả báo sau này mọi người nhé, nhìn rất đẹp. Buổi tối đi thì có cái tín hiệu báo đằng sau rất là đẹp luôn. Đó, bên trên cũng báo luôn nhé, rẽ bên nào thì sẽ báo bên đó. Động cơ thì hai nút tốc độ, bên này là nút tốc độ này mọi người này. Động cơ rất êm này, động cơ rất êm mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ thử giảm sóc trước sau cho mọi người xem, nó rất là êm luôn. Cùng nút trước đấy, rất là êm ái. Rồi, em ngồi trên thử sóc sau. Sóc sau nhé, sau thì nó sẽ cứng hơn giảm sóc trước, để nó được tải được hai người ngồi thoải mái nhé. Rồi, để ba chạy thử cái xe này. Thì mọi người mua xe này thì cọc trước cho shop 1 triệu. Giá sẽ là 7.100.000 đồng bao ship toàn quốc mọi người nhé. 7.100.000 đồng bao ship toàn quốc. Và cọc trước cho shop 1 triệu. Đấy, dòng xe rất là phổ thông ngoài Bắc, bán chạy nhất ở ngoài Bắc. Không có dòng xe nào bán chạy bằng cái dòng xe này. Thì mẫu xe này thì có 3 màu nhé, màu đen này, màu xanh kiểu long này và màu đỏ mọi người nhé. Mình sẽ quay chiếc màu đỏ cho mọi người xem. Đây, chiếc xe màu đỏ này cũng rất là đẹp. Đó, rất đẹp luôn mọi người nhé. Kem là toàn sơn trực tiếp vào đây luôn, rất là đẹp. Đó, dòng xe phổ thông bán chạy nhất miền Bắc, giá chỉ có 7.100.000 đồng bao ship toàn quốc. Và mọi người mua thì đặt cọc trước số 1 triệu, và chỉ không khoảng từ 7 đến 10 ngày mọi người sẽ nhận được xe bằng Viettel Post. Và sau khi nhận xe thì mọi người sẽ đưa tiền nốt cho bên nhân viên giao hàng. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.